Sống đúng sống đẹp thứ năm, mùng 5 tháng 5 2022. Chuyện xưa tích cũ, câu chuyện của một người mẹ, The Story of a Mother, theo chuyện cổ của Anderson. Mẹ theo Chúa, mẹ đã xin vâng, con theo mẹ, con cũng xin vâng. Suốt một đời mẹ đã xin vâng, suốt một đời con cũng xin vâng. Xin vâng lúc thành công hay lúc thất bại, lúc chuyện vui hay lúc chuyện buồn, chẳng để con luôn mãi xin. Xa xưa con theo mẹ khi nắng hay mưa, suốt một đời mẹ sống tin yêu, suốt một đời con sống tin yêu. Sống đúng sống đẹp thứ năm, mùng 5 tháng 5 2022. Chuyện xưa tích cũ, câu chuyện của một người mẹ. Thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con thân mến, chúng ta đang sống trong tháng mấy? Dạ, tháng 5. Tháng 5, tháng 5 là tháng hoa. Tháng hoa dâng cho ai? Dâng cho Đức Mẹ. Đức Mẹ, tháng hoa dâng cho Đức Mẹ. Và trong tháng 5 có một ngày lễ rất đặc biệt liên quan đến mẹ. Đó là ngày gì chúng con biết không? Dạ, biết. Là ngày 13 tháng 5 rồi, thì ngày 13 tháng 5 là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần đầu tiên. Đúng rồi, hôm đó là nhóm Khát Vọng sẽ đi công tác bác ái ở đảo Ma, rồi nhóm Thiện Nguyện Tín Thác sẽ đi công tác bác ái ở Kon Tum, thăm làng Cùi, thăm trại Phong, thăm cô nhi viện và thăm đồng bào dân tộc. Nhưng mà giờ Đức Mẹ trên trời, giờ xuống mẹ dưới đất. Tháng 5 còn ngày lễ gì nữa? Mother Day. Úi dồi, nói tiếng Anh là cái gì? Mother's Day là cái gì? Ngày của mẹ. Ngày của mẹ vào ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng 5. Mà Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 năm 2022 là ngày mùng mấy? Dạ, mùng 8. Mùng 8 tháng 5 là ngày của mẹ. Chính vì thế mà chúng con thấy ở đây là có bông hoa hồng, bông hồng cài áo và hoa hồng trắng. Những bạn nào mà mẹ mồ côi mẹ, mẹ qua đời rồi, giơ tay cho coi coi. Ồ, có mấy bạn mà mẹ con mất lâu chưa? Mấy năm? À, 6 năm rồi, mặt nó buồn quá, nó nói 6 năm. Còn mẹ con mất mấy năm rồi? 2 năm rồi. Xin chia sẻ với các bé không còn mẹ. Xin cho mẹ của chúng con được gặp mẹ Maria trên thiên quốc. Còn đó là bông hồng trắng. Còn bông hồng hồng được gửi tặng cho những bé nào còn mẹ giơ tay. Dạ con. Rồi chạm cũng giơ tay luôn vì chạm cũng còn mẹ. Xin một tràng hoa tay chúc mừng những người còn mẹ. Là bông hồng cài áo. Vậy chúng con nhớ nói với mẹ: mẹ ơi, con yêu mẹ, con tặng mẹ bó hoa hồng. Mẹ ơi, con yêu mẹ, I love you. Vì thế mà hôm nay cha gửi tặng cho chúng con một câu chuyện rất là xúc động, câu chuyện rất hay, rất ý nghĩa về tình mẹ. Câu chuyện mang tên Câu chuyện của một người mẹ, The Story of a Mother, theo chuyện cổ của Anderson. Câu chuyện của một người mẹ xin được bắt đầu. Ngày xưa,
Ở một ngôi làng nọ, trong căn nhà nhỏ, một người mẹ đang ngồi cạnh đứa con nhỏ bé của mình. Bà đang rất buồn vì lo sợ đứa bé con của bà sẽ chết. Đứa trẻ con bà nhìn xanh rớt, mắt nhắm nghiền, đang thở thoi thóp. Thấy nó rên rỉ thiểu não, bà cúi xuống sát mặt nó, lòng se lại. Có tiếng gõ cửa. Một ông già nghèo khổ, trùm kín trong tấm vải bố rách tả tơi bước vào. Bên ngoài tuyết phủ khắp nơi, gió vun vút quất vào mặt. Ông già đang lạnh run cầm cập, ngồi xuống cạnh giường và đưa tay vỗ nhẹ như ru đứa bé. Mẹ nó đang nhóm lò để hâm nóng lại ly sữa. Xong việc, bà quay lại ngồi vào ghế cạnh ông già, nhìn đứa bé ốm yếu vẫn đang thoi thóp thở. Bà cất tiếng hỏi: "Ông ơi, ông, liệu nó có sao không ông? Liệu Thượng Đế có tha cho nó không? Liệu Thượng Đế có bắt nó đi không ông?" Ông già chính là thần chết, lắc đầu một cách khó hiểu. Bà mẹ gục đầu xuống, nước mắt chảy ròng ròng trên đôi gò má. Đã 3 hôm nay bà không ngủ, người mệt rã rời, bà bỗng thiếp đi. Một lát sau đó, bà chợt rùng mình vì lạnh và bà choàng dậy. Gì thế này? Chuyện gì xảy ra thế này? Bà hoảng hốt kêu lên, mắt nhìn tứ phía. Ông già và cả đứa con bé bỏng của bà đã biến mất. Bà chợt hiểu ra, lão thần chết đã đem con bà đi rồi. Chiếc đồng hồ quả lắc vẫn đung đưa, cót két trong xó nhà. Rồi bỗng một âm thanh vang lên. Không. Quả lắc bằng chì từ chiếc đồng hồ rơi xuống đất. Thế là chiếc đồng hồ ngưng bặt. Bà mẹ tội nghiệp vùng chạy ra ngoài, miệng không ngừng gọi tên con. Bên ngoài có một bà cụ mặc áo dài đen đang ngồi giữa đám tuyết. Bà cụ nói với người mẹ: "Tôi đã thấy lão thần chết mang con của chị chạy đi rồi. Lão ta chạy nhanh hơn gió. Lão đã cướp ai đi thì không bao giờ mang lại đâu." Bà mẹ chạy vội lại chỗ lão già, tha thiết khẩn cầu: "Xin cụ hãy nói cho tôi biết, lão đã đi đường nào. Nhất định tôi sẽ đuổi kịp để lấy con tôi lại. Xin bà thương cho tôi biết lão đã đem con tôi đi đường nào vậy bà ơi." Bà cụ đáp: "Được, nhưng muốn ta chỉ đường, chị phải hát cho ta nghe tất cả những bài hát mà chị đã ru con. Ta đã được nghe chị hát ru con mỗi đêm, ta rất thích. Ta là thần đêm tối. Trong màn đêm, ta đã nhìn thấy những giọt nước mắt của chị trào ra khi chị ru con ngủ." Bà mẹ tiếp tục năn nỉ:
Vâng. Tôi sẽ hát tất cả những bài hát. Nhưng sau đó, xin cụ chỉ đường giúp để tôi đuổi theo thần chết đòi lại đứa con của tôi. Tôi sẽ hát. Nhưng thần đêm tối chẳng nói thêm gì. Bà mẹ vặn vẹo đôi bàn tay vào nhau, nước mắt đầm đìa, vừa nức nở vừa hát, tiếng nấc át cả lời ca. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ nằm cành trầy, nằm cành trầy thức đủ giữa năm. Hỡi chàng chàng ơi, hỡi chàng chàng ơi, em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng. Hãy nín đi con, hãy ngủ đi con. Con hỡi mà con ơi, con hỡi con hỡi, con hỡi con hỡi, hỡi con. Dí dầu cầu Giang Đông Đinh, cầu tre lắc lẻo, cầu tre lắc lẻo gập gần khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, con đi trường học, mẹ đi trường đời. À ơi, à ơi, con ơi muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời mẹ ru. À ơi, à ơi, gái thì giữ việc trong nhà, khi vào canh cưới, khi ra thêu thùa. À ơi, trai thời đọc sách ngâm thơ, rồi mài kinh sử để chờ kịp mà khoa. À ơi, mai sau nối nghiệp mẹ cha, trước là đẹp mặt, sau là âm thân. À ơi, à ơi, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. À ơi, à ơi, nuôi con cho được vuông tròn, mẹ thầy dầu dãi xương mòn gối lòng. À ơi,
À ơi, con ơi con ngủ đi cho, để mẹ đi cấy ruộng sâu cho cùng. À ơi, à ơi, ta đi cho trọn kiếp con người, cũng không đi hết nợ, cũng không đi hết những lời mẹ ru. À ơi, à ơi. Nghe hát xong, thần đêm tối nói: chị hãy rẽ sang phải, rồi đi thẳng vào rừng thông ở phía trước kia. Thần chết mang con chị chạy biến vào đó. Hãy đi đi. Bà mẹ vừa nghe dứt câu, liền chạy ngay vào rừng thông tối om. Đến giữa rừng, gặp một bạn ngã ba, bà phân vân không biết rẽ trái hay rẽ phải, rẽ phải hay rẽ trái trước ngã ba đường. Đi về đâu đây? Chung quanh vắng lặng, chỉ có một bụi gai, không hoa, không lá, tuyết phủ đầy cành, nặng trĩu và là là xuống tận mặt đất. Bà mẹ nhìn bụi gai, cất tiếng hỏi: bụi gai ơi, bụi gai, bụi gai có thấy thần chết đem con ta đi lối nào không? Bụi gai làm ơn chỉ cho ta, để ta đi kiếm con ta về. Bụi gai ơi. Bụi gai khẽ rùng mình rồi trả lời: có, nhưng muốn tôi chỉ cho, bà phải ấp ủ tôi vào lòng cho tôi ấm lên đã. Tôi đang lạnh cóng đây, sắp biến thành băng đến nơi rồi. Bà phải ấp tôi vào lòng cho tôi ấm lên, kẻo tôi chết cóng, rồi tôi mới chỉ được cho bà. Không chút chần chừ, bà liền ôm bụi gai vào lòng để sưởi ấm cho nó. Những cây gai nhọn đâm vào ngực bà tóe máu. Nhờ hơi ấm của người mẹ, bụi gai dần dần ấm áp hơn, rồi nó trổ hoa ra lá xanh tươi ngay giữa đêm đông giá lạnh. Sau khi được sưởi ấm, bụi gai chỉ đường cho bà mẹ. Bà chạy thật nhanh đến một cái hồ lớn, chẳng thấy có một bóng thuyền. Trên mặt hồ, lớp băng quá mỏng khiến bà không thể dẫm chân lên để đi được, mà nước hồ lại quá sâu, bà lại không lội qua được. Đi lên cũng không được, đi xuống cũng không xong. Bà mẹ khom người xuống, định bụng là sẽ uống hết nước trong hồ để đi tìm đứa con của mình. Bà cũng biết việc ấy quá sức với mình, việc ấy là không thể. Nhưng vì quá đau khổ trước nỗi đau mất con, cho nên bà hy vọng bà làm như thế thì Thượng Đế sẽ thương xót bà và sẽ cứu giúp bà, cho bà tìm lại được đứa con. Hồ nước khẽ thì thầm với bà: không làm như thế được đâu bà ơi, không được đâu. Chúng ta thương lượng với nhau thì hơn. Thế này nhé, tôi thì rất thích ngọc, mà đôi mắt của bà là hai viên ngọc rất sáng, rất trong. Bà hay khóc thật nhiều, khóc cho đến lúc rơi hai con mắt xuống nước. Lúc đó tôi sẽ đưa bà đến một cái nhà kính, là nơi thần chết vun trồng các loại hoa. Mỗi cây hoa ở đó là một kiếp người.
Bà mẹ bật khóc nức nở. Hai hàng nước mắt của bà rơi lã chã. Những giọt nước mắt ấy chảy theo dòng lệ rơi xuống đáy hồ, tích tụ lại và hóa thành hai viên ngọc. Ngay khi người mẹ không còn thấy gì thì bà được hồ nước nâng bổng lên, và trong thoáng chốc bà đã được hồ nước đưa đến một ngôi nhà kỳ lạ. Chẳng biết đó là một quả núi, là hang sâu, là rừng thẳm, hay là một công trình tuyệt hảo, tuyệt mỹ của con người nữa. Vì giờ đây bà có còn nhìn thấy gì nữa đâu. Bà đã mất đôi mắt rồi. Bà hỏi: có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Xin hãy nói cho tôi biết, thần chết đã đem con tôi đi đâu? Có ai ở đây không? Xin hãy giúp tôi, để cho tôi biết thần chết đã đem con tôi đi đâu. Bà già canh vườn ươm của thần chết hỏi: thần chết chưa về đến đây, mà bà làm thế nào mà đến được nơi này? Ai đã giúp bà vậy? Bà mẹ trả lời: thượng đế đã giúp tôi tới đây. Người đã thương xót tôi. Vậy tôi xin bà cũng hãy rủ lòng thương tôi, nói cho tôi biết con tôi đang ở đâu. Bà già nói: tôi không biết mặt nó, còn bà thì không nhìn thấy gì. Biết bao nhiêu cây, bao nhiêu hoa đã héo tàn trong đêm qua. Lát nữa thần chết sẽ đến, mang những cây ấy đi trồng lại. Chắc bà biết rằng mỗi người có một gốc cây, hay là mỗi bông hoa tượng trưng cho sinh mệnh của mình. Ở đây những cây hoa ấy chẳng có gì khác thường, nhưng chúng có một trái tim, và trái tim ấy cũng có nhịp đập. Đấy, bà cứ đi tìm đi, có lẽ bà sẽ nhận ra nhịp tim của con bà đấy. Nhưng nếu bà muốn tôi hướng dẫn thêm cho bà thì bà tạ ơn tôi bằng cái gì đấy? Bà mẹ tội nghiệp than thở: khổ, tôi chẳng còn gì nữa để mà cho. Đôi mắt tôi đã không còn rồi, nhưng nếu cần, tôi có thể theo người đến tận cùng thế giới, miễn là tôi tìm được đứa con của tôi. Cái bà này, tôi đến tận cùng thế giới với bà để làm cái gì cơ chứ? Hay là chúng ta trao đổi nhé. Bà hãy cho tôi mớ tóc dài đen nháy của bà. Bà thừa biết bộ tóc ấy đẹp lắm. Tôi rất thích bộ tóc ấy. Bà cho tôi bộ tóc đẹp của bà, đổi lại tôi sẽ cho bà cái bộ tóc bạc của tôi. Chịu không? Bà mẹ nói: dạ được, dạ được. Nếu bà chỉ đòi hỏi có thế thôi thì tôi sẵn lòng, miễn là tôi tìm được đứa con của tôi. Nói đoạn, người mẹ liền trao mớ tóc đen nhánh cho bà cụ và nhận lấy mớ tóc bạc trắng đặt trên đầu mình. Hai người bước vào vườn kính rộng lớn của thần chết. Nơi đó có rất nhiều cây cỏ mọc lung tung. Có những cây dạ lan hương mảnh dẻ mọc trong lồng hình chuông bằng thủy tinh. Có những bông thực dược to và mập mạp. Có những cây mọc dưới nước, cây thì xanh tươi, cây thì khô cằn. Hàng bầy rắn nước
quấn mình quanh gốc. Đây là những cây cọ, cây tiêu hiền mộc, kia là đám mùi và xạ hương. Mỗi cây, mỗi hoa đều mang tên người. Mỗi cây, mỗi hoa tượng trưng cho một kiếp người đang sống ở khắp nơi trên mặt đất này. Nào là ở Pháp, ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, ở Campuchia, ở Lào, ở Thái Lan và cả ở Việt Nam nữa. Lại có những cây lớn trồng trong chậu nhỏ, bộ rễ của nó phình ra như đang đe dọa phá vỡ cả cái chậu cây. Ngược lại, có những cây con cằn cỗi lại được trồng trong khoảng đất xới xắn mịn màng, phủ rêu xanh mướt. Người mẹ đau khổ cúi rạp xuống từng gốc cây, tìm đến từng gốc nhỏ nhất, lắng nghe nhịp đập từng trái tim của chúng. Và giữa muôn ngàn trái tim ấy, bà lắng nghe và bà nhận ra nhịp đập trái tim của đứa con mình. Đây rồi, con của tôi đây rồi, đúng là con của tôi đây rồi. Con của tôi đây rồi, con tôi đây rồi. Bà vui mừng reo lên, tay bà chìa trên một gốc kỵ phù nhỏ bé màu lam, dáng ốm yếu, thân ngoẹo sang một bên. Bà già trong vườn vội ngăn lại: "Này, bà chớ đụng vào hoa, bà cứ đứng ở đấy, chắc chắn lát nữa thần chết sẽ về. Đừng cho thần nhổ cây hoa này, bà cứ dọa là bà sẽ nhổ hết cây cọ ở quanh đây. Thần chết sẽ sợ, vì thần chịu trách nhiệm trước Thượng Đế về các cây cọ ở đây. Không có lệnh của người thì không ai được nhổ một cây nào cả. Bà nhớ lấy." Ngay lúc đó, cả khu vườn bỗng nổi lên một cơn gió lạnh buốt. Bà mẹ cảm thấy rằng thần chết đã đến. Vừa nhìn thấy bà mẹ, thần chết hỏi: "Tại sao ngươi lại có thể tìm được đường đến tận đây mà lại đến trước cả ta nữa?" "Vì tôi là một người mẹ, một người mẹ đau khổ vì mất đứa con. Chính tình yêu đã thúc đẩy, đã đưa tôi đến đây như vậy." Thần chết vươn bàn tay dài ngoẳng về phía cây hoa mảnh dẻ. Nhưng bà mẹ đã kịp vòng đôi bàn tay giữ chặt lấy cây, hết sức che chở cho cây không bị nhàu nát một cái lá nào. Ngay lập tức, thần chết hà hơi vào tay bà mẹ. Bà mẹ cảm thấy lạnh buốt hơn gió bấc, cảm giác tê buốt như muốn rụng rời cả đôi bàn tay. Thần chết dọa: "Ngươi không chống lại được ta đâu, ngươi không chống lại được ta đâu. Làm sao ngươi chống lại được ta?" Bà mẹ trả lời: "Tôi cũng tin là ông không thể làm gì tôi, vì còn có Thượng Đế nữa ông ơi, ông không thể làm được đâu." Thần chết nói: "Ta cũng chỉ tuân theo lệnh của Thượng Đế mà thôi. Ta trông coi khu vườn của ngươi, ta mang cây cỏ hoa lá ở đây đi, cũng chỉ là để đem trồng lại vào khu vườn trên thiên đàng. Còn mọi việc xảy ra ở trên ấy, hoa cỏ mọc thế nào, ta không được phép nói với người." "Ông, xin ông thương, hãy trả lại con cho tôi. Hãy trả lại con cho tôi. Hãy trả lại con cho tôi." Bà mẹ nức nở van xin, đồng thời
mỗi tay bà túm lấy một bông hoa gần đó rồi hét lên: "Nếu tôi bị đẩy vào đường cùng, nếu tuyệt vọng, tôi sẽ nhổ hết hoa ở đây đi." Thần chết la lên: "Uy, chớ có đụng vào. Ngươi nói rằng ngươi đau khổ khi mất con, vậy mà ngươi lại muốn làm cho một bà mẹ khác đau khổ hay sao? Người mẹ khác là ai? Còn ai nữa ngoài tôi đây?" Bà mẹ đau thương buông hai bông hoa ra. Thần chết nói thêm: "Đây là đôi mắt của ngươi. Thấy chúng lóng lánh sáng ngời dưới đáy hồ ta đã vớt lên. Ta biết đó là đôi mắt của ngươi. Hãy lấy lại đi. Đôi mắt ấy trong sáng hơn trước rất nhiều. Hãy nhìn vào lòng giếng gần đây, ta sẽ cho ngươi biết tên hai bông hoa ngươi vừa định ngắt. Ngươi sẽ thấy rõ cả cuộc đời, quá khứ và tương lai của chúng. Thấy rất rõ tất cả những gì mà ngươi sắp hủy hoại." Bà mẹ bước lại gần giếng và nhìn xuống. Bà thấy một trong hai bông hoa ánh lên, cuộc đời đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. Còn cuộc đời của bông hoa còn lại chỉ toàn những cảnh trầm luân, khổ ải, nghèo khó, khốn cùng. Thần chết nói: "Cả hai kiếp hoa đều do ý của Thượng Đế định đoạt." Người mẹ nói: "Thế bông hoa nào là hoa bất hạnh? Bông hoa nào là hoa diễm phúc hả ông? Ông cho tôi biết đi." Thần chết đáp: "Ồ, không được. Ta không thể tiết lộ thiên cơ ra được. Nhưng ngươi cần biết rằng một trong hai bông hoa đó chính là bông hoa của con ngươi. Con của ngươi là hình ảnh tương lai của nó đó." Bà mẹ thét lên: "Hoa nào trong hai bông hoa là con của tôi? Hoa nào là con của tôi? Xin hãy nói cho tôi biết. Nếu đời nó sau này sẽ đau khổ thì xin hãy mang nó đi, mang ngay nó về chốn thiên đàng. Đừng để nó ở đây để nó phải khổ. Xin hãy quên những dòng nước mắt của tôi đi. Xin hãy quên những lời tôi đã cầu nguyện, quên cả những lời tôi đã nói và những việc tôi đã làm. Xin hãy quên đi tất cả, coi như tôi đã mê sảng. Hãy quên hết. Nếu bông hoa ấy mà nó phải đau khổ thì xin hãy mang nó đi, cho nó được hạnh phúc trên chốn thiên đàng. Quên hết tất cả những gì tôi đã nói đã làm đi." Rồi bà vặn vẹo đôi bàn tay, quỳ xuống, ngửa mặt lên trời cầu khẩn: "Con cầu xin Thượng Đế, cúi xin người đừng nghe lời con. Nếu con có cầu khẩn những gì trái với thánh ý người, xin người đừng nghe những lời ấy của con. Xin xót thương con." Bà mẹ cứ thế van nài trong nước mắt, rồi bà gục đầu xuống ngực. Thế là thần chết mang đứa bé con của bà tới xứ xa lạ, nơi mà bà mẹ đã nói đến trong lời cầu nguyện. Có mấy bé đang khóc kìa. Sao con khóc? Sao con khóc? À, con thương mẹ.
câu chuyện đó làm cha cũng thấy muốn khóc. Vì thương mẹ của mình, cha cũng còn mẹ. Mẹ già gần 90 rồi, ở có một mình thôi. Mẹ cha không thể đi tìm cha được vì mẹ không đi được nữa. Chân của mẹ yếu rồi, mẹ chỉ có lết bằng đôi bàn tay thôi. Vậy mà một mình mẹ ở nhà làm hết mọi chuyện. Lau nhà, nấu cơm, rửa chén, vệ sinh, cứ làm hết tất cả mọi chuyện. Và mẹ cha cũng cầu nguyện với Chúa, xin cứ đem con của con đi. Xin cứ đem con của con đi để nó phục vụ lòng thương xót của Chúa. Mẹ con, mẹ của cha nói với Chúa nhiều lần như thế. Cho nên mỗi lần cha về đến nhà thăm mẹ được lát, dù mẹ rất thích ở lại để nghe mẹ kể chuyện, thường là chuyện ngày xưa. Ê, thế nhưng mà sau khi lần chuỗi xong là thôi đi đi. Hãy đi về lo công việc của con đi, lo công việc của mày đi. Có nhiều người đang mong, đang chờ. Nói mẹ có cầu nguyện gì không, cứ đi cầu nguyện cho họ là được rồi. Đấy, bà mẹ của cha là như thế. Và mẹ trong câu chuyện này, khi bà mất con, ta thấy tấm lòng của người mẹ tan nát và sẵn sàng hy sinh hết tất cả để có lại được đứa con. Thứ nhất là bà hy sinh cái gì? Giọng hát của bà. Nãy cha cố gắng bắt chước giọng bà, chắc chắn là không hay và được như bà đâu. Nhưng mà bà ru con. Ngày hôm nay làm gì còn được những tiếng ru con? Những bà mẹ trẻ ngày hôm nay làm gì còn biết ru con? Chỉ những bà mẹ già cỡ 60, 70 trở lên, hay là mẹ của cha. Ngày xưa mẹ nằm võng, nhớ cái võng cột móc vào hai cái cột nhà, trên là mái lá. Cái cột nó kéo ca kéo kẹt, đúng tiếng võng kéo kẹt. Vì cái dây nó dính vào cái cột, và cái cột nó đưa qua đây lại, nó kéo ca kéo kẹt. Rồi mẹ nằm ru con. Con ơi con ngủ cho ngoan. Tiếng mẹ ru ấy bây giờ còn nghe được ở đâu nữa hay không? Bây giờ họ mở cassette, rồi bây giờ không cần cassette thì điện thoại di động quệt một cái là có thể. Có đứa bé nào khi nó ôm cái điện thoại nó ngủ, nó chơi game rồi nó chán rồi nó ngủ, hoặc là nó coi phim chán rồi nó ngủ, hoặc là nó nghe gì đó rồi nó ngủ, nó ôm cái điện thoại chứ không được mẹ ôm nó. Ngày xưa là đứa con ôm mẹ nó ngủ, ngủ trên ngực của mẹ, trên bầu vú mẹ, rồi nghe tiếng ầu ơ, nghe tiếng hơi thở và nhịp đập của trái tim người mẹ. Bây giờ còn đâu nữa? Còn đâu nữa? Những lời ru ấy, tiếng võng đưa kẽo kẹt ấy, rồi hình ảnh của những người mẹ ấy hy sinh hết tất cả cái hơi của mình, bao nhiêu bài hát ru con, ru hết để được hướng dẫn mà đi tìm đứa con của mình. Rồi sau đó là hy sinh đôi mắt của mình, cứ khóc 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 đến mức mà mù cả mắt, không nhìn thấy gì nữa. Rồi tiếp tục vẫn đi tìm con của mình, mày mò đi tìm. Còn cái gì nữa? Mẹ sẵn sàng không tiếc. Còn cái gì nữa? Mái tóc. Mái tóc dài, tóc em dài, em cài hoa thiên lý. Thấy em cười, anh để ý em thương. Cái mái tóc người xưa, bây giờ còn mấy người còn mái tóc người xưa? Cái mấy người mẹ mà còn mái tóc dài, mẹ cha bây giờ vẫn còn búi tó, bị họ cắt hết. Họ gọi là phi dê, người xưa gọi là phi dê, gọi là uốn tóc hết, cắt. Còn mấy người còn mái tóc dài đó nữa, tóc thề làm gì còn? Cái mái tóc thề ấy, tóc xõa ngang vai ấy, tóc dài cài hoa thiên lý ấy, bà mẹ sẵn sàng hy sinh luôn cả mái tóc, cái răng, cái tóc là vóc con người.
Cho nên mái tóc đối với phụ nữ nó quý lắm. Nó quý lắm. Bây giờ thì chẳng biết họ là người nào, nước nào nữa. Vì tưởng họ là người Hàn Quốc nhưng mà là người Việt Nam. Tưởng họ là người Nga nhưng mà vẫn là người Việt Nam vì họ nhuộm. Xanh đỏ tím vàng, không còn biết là họ người gì nữa. Phải không? Và cũng không biết là họ già hay trẻ. Tôi gặp một đứa lên, nhìn nó tôi chào cụ ạ. Bảo cha, con là mày cha. Bảo, cụ xin lỗi ông tìm ai. Bảo không, con gặp cha, hẹn cha đến sửa vi tính cho cha. Ông mày sửa vi tính thật không? Bảo vâng con đi. Mà nó tóc nó bạc hết rồi. Tôi tưởng nó bị sao, bảo mày bị sao vậy? Không cha, nhuộm cho nó vui vậy. Nhuộm cho vui vậy thôi. Tưởng ông cụ mình cứ khoanh tay kính cẩn chào. Khổ. Không biết là ra đường gặp cụ ông cụ bà, hóa ra toàn là những nam thanh nữ tú thôi. Mà cứ tóc bạc trắng hết đi như vậy thôi. Chúa thật khổ. Những cái người lại già rồi mà tóc vẫn cứ đen. Bảo sao vậy? Giê-xu sao cậu gần 70 mà tóc vẫn đen vậy? Chẳng giấu gì. Nhuộm. Ít bữa không hết tiền mua thuốc nhuộm mà nó nửa trắng nửa đen nó ra. Chẳng biết là loại nào nữa. Bà mẹ hy sinh luôn mái tóc. Rồi kế tiếp, còn gì nữa để mà hy sinh nữa không? Còn gì nữa để mà hy sinh không? Cái cuối cùng của bà là gì? Bà muốn giữ lại đứa con. Bà đã hy sinh hết tất cả để giữ lại được đứa con. Nhưng mà ông thần chết ông cho bà biết rằng là Thượng Đế lấy đứa con của bà đi vì biết rằng tương lai của nó có thể là nó sẽ lam lũ, khổ sở, vất vả. Cho nên Thượng Đế muốn đưa nó sớm về hưởng cái hạnh phúc thiên đàng. Người mẹ có hai lựa chọn. Một là giữ lấy đứa con. Nhưng mà nếu giữ lấy đứa con đó là vì bà hay vì đứa con? Vì bà mà thôi. Vì bà ấy mà thôi. Cho nên có những người mẹ nói rằng thương con, chứ thực sự là thương mình, chứ không phải thương con mình. Con ơi, con phải học bác sĩ. Bắt nó học bác sĩ mặc dù nó muốn làm thi sĩ chẳng hạn. Nhưng mà làm bác sĩ thì mới nở mày nở mặt bà ấy. Vậy thì bà ấy nói là thương con, hy sinh hết tất cả cho con, nhưng mà thực sự là cho bà ấy. Ông bố không muốn cho con, muốn cho con đi tu, hy sinh hết tất cả cho con đi tu. Tưởng rằng ông bố hy sinh cho con đi tu, nhưng mà để ông được làm ông cố. Giá nào mẹ cũng phải đi tu, không được cũng phải ráng đi. Cứ cục dù xuống, tu xong rồi tính, chức xong rồi khấn xong rồi tính, dương dù đấy. Cho nên đứa con vì vâng lời mà phải đi tu, có khi như thế cùng hỏng cái đời của nó. Nhưng mà ông bố hãnh diện vì đâu cũng được gọi là ông cố. Cho nên có những người làm cha làm mẹ thực sự thương con, nhưng mà thực sự là thương mình. Ta có thấy có khi ta ôm đứa bé, ta ngắt ta nhéo nó, ta thấy nó sướng lắm. Thì bé nó đau chết đi chứ nó sướng gì, nhưng mà mình thấy nó đã, có phải không? Phải như thế không? Hay là mình ôm mình siết nó, con ơi, trời ơi, dễ thương quá con ơi. Mình siết nó, mình thấy nó sướng trong mình. Có phải không? Mà đứa bé nó khi nó bị ngộp thở ấy, cứ để cho nó lựa chọn con nó có thích ông không. Nhưng mà nó không nói gì được, nó dãy dụa. Mình càng sướng, càng dữ, càng con ơi, siết với nó. Thực sự là để chiếm một cái thứ chiếm hữu thôi, chiếm đoạt thôi, chứ không phải là thương. Nhìn thì có vẻ thương, coi kìa, bà ấy ôm với nó, bà ấy ôm ấp với nó, bà ấy. Mà thực sự là bà ấy cảm thấy thỏa mãn vì bà ấy được làm mẹ. Thỏa mãn cái sự âu yếm, cái sự vuốt ve. Đó, thì bà mẹ này hay lựa chọn. Một là lựa chọn cho mình mà ra vẻ là vì con. Hai là lựa chọn có vẻ như không thương con. Thôi, vậy thì ông muốn làm gì thì ông làm đi. Nhưng mà vì tương lai hạnh phúc cho nó, để nó được cái hạnh phúc tương lai của nó. Cho nên cũng có những bà mẹ muốn giữ con lại, không muốn cho con đi đâu. Nó quanh quẩn trong nhà thôi, nó chẳng là học hành được gì bao nhiêu.
đi một ngày đàng học một sàng khôn, nhưng mà đi thì bà mẹ thương con. Cho nên có những người mẹ không dám cho con mình lên tỉnh, không dám cho con mình đi ra nước ngoài học vì không muốn xa con. Thấy không? Đó chỉ vì bá thôi, vì bố ông ấy thôi. Con cắn răng lại mà cho con đi lên tỉnh học, cho con đi ra nước ngoài học vì tương lai của con mình. Hay có những người mẹ không muốn cho con mình đi lập gia đình nữa, vì nó thằng này mà đi lập gia đình là coi như là nó chỉ thương vợ nó thôi, nó đâu thương mẹ nó nữa. Cho nên mới xảy ra chuyện nàng dâu mẹ chồng là như vậy. Mẹ chồng không thích nàng dâu vì nàng dâu chiếm con trai của bà ấy. Ngày xưa chưa có vợ thì cái gì cũng là cũng mẹ. Nhưng mà bây giờ vừa mới đi làm về, nó chưa kịp chào mẹ thì nó lại ôm vợ nó: em. Bà điên lên thôi. Nếu mà khôn ngoan khéo léo thì âu yếm ở trong phòng thôi, tránh mặt bà mẹ chồng, cái gì cũng quay về mẹ. Còn đây nàng dâu vậy, đi về chưa kịp chào mẹ chồng lại: anh, con mẹ mày đang ngồi đây này con. Thấy không? Bà điên lên lên. Rồi mua cái gì vậy? Muốn cho chồng thì giấu đi mà cho. Lại đi ra trước mặt bà mẹ. Bà mẹ điên lên. Ngày xưa là cái gì cũng tao, tao sắm quần, sắm áo, sắm mọi thứ cho nó. Còn bây giờ thì cái gì cũng vợ nó. Nó làm gì nó cũng hỏi vợ nó. Nó đội vợ nó lên đầu. Nó là điên lên rồi. Có đúng không? Cũng là do mình thôi. Và sau này cái cô dâu ấy bị mẹ chồng bắt nạt. Lúc mà ráng đẻ đứa con trai, để đứa con trai để nó lấy vợ, để mình được làm mẹ chồng, lại chơi lại mối thù truyền kiếp. Cứ thù truyền kiếp như thế mãi 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 mãi. Cho nên không có lòng thương xót không giải quyết được. Phải có lòng thương xót. Lòng thương xót nó vượt lên trên tất cả. Nó không có quy về mình nữa, chỉ thỏa mãn cho mình, cho những ham muốn của mình, thỏa mãn cho tham vọng của mình, cho khát vọng của mình, cho mơ ước của mình, mà không nghĩ đến người khác. Lòng thương xót là biết quan tâm đến người khác. Hình ảnh mà ta thấy ca dao tục ngữ hay nói về những người mẹ, thực sự có những mẹ rất đáng trân trọng. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con thời mồ côi. Ơn cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời, 9 tháng kêu mang. Bao năm gian khổ héo hon, mẹ luôn cam chịu, nuôi con nên người. Mẹ ngoảnh đi con dại, mẹ ngoảnh lại con khôn. Đêm nay con ngủ giấc trong, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ đời đời bên con. Biển đông có lúc vơi đầy, chứ lòng cha mẹ biển trời nào dâng. Và hình ảnh của bà mẹ ở đây đưa ta về hình ảnh của một người mẹ tuyệt vời. Như cha đã nói với thiếu nhi chúng con lúc đầu, người mẹ ấy tên là Maria. Người mẹ tên là Maria, người mẹ mà chúng con thấy hình ảnh mẹ đứng dưới chân thập giá, ẵm lấy đứa con. Đứa con bị tan nát tả tơi, chết trần truồng trên thập giá như một tên tử tội, một tên trộm cướp. Và mẹ ẵm lấy, mẹ không rũ rượi, mẹ không bù lu bù loa, nhưng mẹ đứng vững ôm lấy xác con của mẹ. Mẹ của lòng tin, mẹ của lòng thương xót, sẵn sàng một là mẹ giữ lấy đứa con của mình cho mẹ, hai là mẹ dâng đứa con này lên cho Thiên Chúa là Cha để cứu độ nhân loại. Mẹ cũng lựa chọn hai cái, y như người mẹ. Những người mẹ lựa chọn hạnh phúc của nhân loại hơn hạnh phúc của cá nhân. Người mẹ nào mà không thương con, người mẹ nào mà không muốn giữ lấy con, người mẹ nào mà không hạnh phúc khi con của mình được gọi là con Thiên Chúa, khi được gọi là vua David, khi được gọi là thế này thế kia, người ta ca tụng ông ấy làm được những điều lạ lùng chúng tôi chưa thấy bao giờ. Mẹ thích, mẹ vui, mẹ mừng khi con của mẹ được người ta quý trọng.
mẹ buồn, mẹ đau, mẹ khổ khi con của mẹ bị người ta hất hủi và nhất là treo trên cây thập giá. Nhưng mà mẹ đã nói tiếng xin vâng khi mi thiên thần truyền tin rồi, thì mẹ một đời vẫn xin vâng để thực hiện ý của cha. Cha mẹ không biết rằng tôi phải lo việc cho cha tôi hay sao? Ý của cha trên trời mẹ không hiểu, nhưng mà vẫn cứ xin vâng. Đó là tín thác. Mẹ của lòng thương xót là mẹ của sự tín thác tuyệt vời nhất, đỉnh cao nhất, là ôm lấy xác con mà tín thác rằng lòng thương xót và quyền năng Chúa sẽ thể hiện trong cái tột cùng thất bại và đau khổ này. Ôm lấy một cái thân xác này mà bảo rằng là sẽ sống lại, sẽ vinh quang là vua trên vua, các vua là Chúa trên hết các chúa, đấng mà đã làm cho kẻ điếc được nghe, người câm được nói, người què được đi và người chết sống lại, mà bây giờ chết trần truồng ô nhục như thế này, thất bại hoàn toàn chứ còn gì nữa. Vậy mà mẹ vẫn đứng vững. Mời anh chị em và các bạn chúng con lấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót, mở trang 93, ta cùng nhau hát bài Mẹ Nhân Loại để xin mẹ cho mỗi người, đặc biệt là các bà mẹ, được biết đón nhận những đứa con. Những đứa con nó ngoan thì không nói chi, những đứa con nó ngỗ nghịch mà mình vẫn phải ôm, phải ấm lấy, để phó thác nó cho quyền năng lòng thương xót Chúa, để Chúa biến đổi nó. Để những người mẹ mà chúng ta mừng kính mẹ Maria và mừng ngày của mẹ, cầu xin cho những người mẹ ấy được luôn luôn được vững niềm tín thác vào Chúa, đứng vững giữa gian truân đau khổ thử thách như người mẹ trong câu chuyện này. Dù phải hy sinh hết tất cả, vẫn sẵn sàng vì con chứ không phải vì mình. Mẹ Maria vì những đứa con, tức là chúng ta là nhân loại này, chứ không phải vì mẹ. Maria ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều xót xa nhiều, thành ra chiều treo sáng con yêu. Mẹ đứng nhìn nhân loại, ôi con người đang hấp hối giữa tội nhơ. Mẹ nhìn lên bàn tay thánh giá, chung tâm hồn, chung đau buồn, bên con mình cứu rỗi cho cuộc đời. Maria ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều xót xa nhiều, thành ra chiều treo xác con yêu. Và bây giờ mời chúng con mở trang 79, hát bài cầu cho cha mẹ, bài số 7. Chúng con dâng lên Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót những người cha, người mẹ của chúng con, những người đã qua đời, xin Chúa đưa về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Những bậc sinh thành, cha mẹ của chúng con đang còn sống, xin cho các ngài có được sức khỏe, có được niềm tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa. Và xin cho mỗi người chúng con được trở thành luôn luôn những người con hiếu thảo của cha mẹ. Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc
nhận xin trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao để đáp ân tình. Ơn biển trời ghi khắc trong tim, nuôi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người. Bàn tay cha dòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn xin trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình. Ơn biển trời ghi khắc trong tim.